Tôi lấy hai bát. Oh my. Chi mà hơi mờ bọc này sao đây à. Chóp mà. Đây là hai. Lấy cho tôi khó. Hai nắng đá lên prey. Hai cái mạnh giấy nó chơi. Thiếp lắm. Trai. Mưa từ chóp ạ. Từ thiếp viêm sơ sàn mà. Ô. Ngân sức lục. Ô khóc. Anh đang cứ việc sắt đi thông tịch tịch. Chỉ mau mà ngày hết đấy. Thì tiết tới tới không phơi đây nó không phơi. Ha. Lấy cho cá, lấy cho trời kia bộ bạc. Mình cảm ra nó ghê thế, cứ cắn tay nằm đó. Dạ. À lấy cái phong đá thêm một tấc. Rồi tìm khóa mấy đấy. Đó, à ừ. Thôi mà tạch tí vậy nữa. Đá thì đó không đi. Dạ, nè. Tên phía nhà là bóng. Ô, ngọt dục nắng đêm thấy phải. Có đồ rút chiên mà đêm prey mà đong mơ. Sắp tạch đêm tẹt trù lắm. Vì thà trù lắm. Đêm nhạc nông tập. Cao, bao thêm một trong mai cả đá mà. Bởi chiên rồi. Dương tầm một tấc ố. Mình mang tầng đồn thế phụ ấy nơi chôn nó bót. Hai mình chôn nó bót thế. Cứ prey thì ta dương một tật đó nè ngày nắng cứ một tật đốn à mình vậy thà tật ô à lời tầng đốn này nè lẽ hai dương tiên lang mà bắn nát ê lẽ hai dương đòn tật thì không khổ máu lang mà lỡ còn tại bài thứ mười thì tiên vô tầng đốn dạ ô học rồi ô, làm cho bọn mình được tên là anh. Khai dừng chặt rồi. Ok, mũi tập dừng. Ê, mũi tập, ô, bờ. Yeah, mũi tập. Ok, ê. Ok, lỡ dừng mũi tập thôi. Mũi sọ, sáng sáng. Yeah, mũi tập thôi thôi. Tiết dừng nâng tên lỡ, nâng thua ấy nhằm. Yeah. À lấy máu máy nè hai chim ô máu mũi tay nơi phư chết nè khỏi non chi bị khai máu hai chì mang cả lỗ vậy dạ ngay đây tay chi hai chì không mà máu chuyển ta máu là từ thưa anh nhầm thưa nhầm hai dương để vậy dạ một hộp dương cứ bốn tí hai miếng vài miếng bảy thế tiết với mình đang về đi mình đang về đi hai cứ im như thế ok đó dừng cho cái khóp tới đi cho đi chơi mày chứ khóp chẳng đấy tục việt hai thì trầm tí thì khổ máu thì nhảm ghê tại nơi nông prai dương chong mi si chi môi nâng phong tia hai dự cha sạp bắt chùm riêng phê nê khiêm cổ phong tài chuyên rịp rạp tì tích sập hiếp lời bật bực xa vì cổ phong tất át nắng mên chạp dùm lư xùm lên tại khô khoảng mì mở tô bu cột chì màu ọt lơ mở đôi chì bục xây tê nhẹ nhẹ nhảy nắng nè nè nè
ឆៃខ្លាំងណាស់អូកាច់ឆៃលុយខ្លាំងណាស់អូសតែងកទៅវិញគេអត់មើលវ៉ាវអេមួយពីរអ្នកអូចាច់នេះអេអេអេអេអេចាដែរជុំនេះយើងចូលព្រៃកំស៊ីច្រើនលួចមកជុំពាកហេបើឡើយល្ងាត់ហើយល្ងាត់នេះទៀតនេះទៀតម៉ូតូនេះម៉ូតូຕົកមកទៀតទីគ្រឿងហើយពួកខ្ញុំនោះដេកព្រៃហើយដេកព្រៃនិយាយម៉េចអត់និយាយលេងតាមឆាំយីក្នុងព្រៃពុកខ្ញុំដេកក្នុងចឹងទៅអីបងចង់រឹងបាទចង់រឹងចង់ដេកហ្នឹងចំណឹងដេកមុខកាយអគេចង់ហ្មងចង់អញ្ចឹងបាទនិយាយយើងពត់មកណែចង់អញ្ចឹងហើយយើងបានទីមកបាទយើងអ្នកស្រែមែនអ្នកក្រុងបាទមែនភ្លើទេអានណ្ដឹងក៏ចេះចង់ដែរកាប់កាប់កាប់កាប់កាប់កាប់បាទ7នេះ7កាត់ដែរចឹងខាប់ខាប់ចឹងកាត់ដែរមកអត់កាត់ទៀតអោះនេះគឺជាអោះនេះកន្លែងដុតភ្លើងនេះនេះកន្លែងដេកពួកខ្ញុំនេះដេកអំរងទៀតពុកយកស្នៅនេះដើម្បីទៅប្រកាត់វាលើឆេះហើយទីភ្លើងឆេះខ្លាំងហើយនេះនោះមកក្លបនេះចូលនេះអស់អស់ស្ដាប់អឺរៃយំមានម៉ងអីក៏ដោយគឺមានជំងឺម្យ៉ាងគឺជំងឺងុយដេកស្ងតែគ្រប់គ្នាមកជំងឺងុយដេកផ្សេងខ្ញុំម្ដងអត់តែត្រៀនមួយគ្រូមកចូលមិនដងមិនស្អីទេតែចូលមកទី2ទី3ចាប់ដើមងុយដេកហ្នឹងសឹងតែចង់ដេកលក់មកគន់គឹកលឺគ្រូគន់និយាយតែមកដល់ផ្ទះវិញស្អីក៏ធ្វើដែរខ្ជិលមែនតើនោះគិតតែមើលទូរស័ព្ទតែចម្លែកក្នុងថៃយុមិញចេះមើលមេរៀនគាត់ទៅដល់ផ្ទះទៅបានមេរៀនមើលមេរៀនខ្លះអូខេឥឡូវយប់ហើយយើងដល់ម៉ោងដេក Good night bro អាភ្លើងក៏ចិត្តដល់ហើយយើងហ្នឹងហើយយើងដេកនៅចាំតែជួបគ្នាពេលប្រាប់ព្រលឹងទៀតអូខេ Goodbye អេបាទនេះសញ្ញានៅក្នុងព្រៃគឺសញ្ញាគេសម្គាល់នៅស្អីអាលក្ខណៈដូចជាព្រំដីរបស់គេអញ្ចឹង